Nhà máy vũ khí Nga chạy ngày đêm, NATO chật vật chạy đuổi. Khi các tiệm bánh và trung tâm mua sắm ở Nga trở thành nơi chế tạo vũ khí và trang bị quân sự phục vụ chiến dịch ở Ukraine, các nước NATO đang chật vật đuổi theo trong cuộc đua sản xuất quốc phòng. Đã từng có thời gian trung tâm mua sắm Islamas ở thành phố Iyevskit thuộc miền Tây nước Nga tượng trưng cho cuộc sống trung lưu tại xứ sở Bạch Dương. Mặt tiền nơi đây từng là vị trí đặt quảng cáo cho các nhãn hiệu H&M, McDonald's, Hadeskimi, chuỗi cửa hàng đồ chơi hàng đầu của Nga. Lúc này, thương hiệu phương Tây và cả Nga đều đã biến mất. Trung tâm mua sắm Italas, hiện là Trung tâm nghiên cứu khoa học Italas, chuyên sản xuất UAV tấn công Landscat cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Và đây chỉ là một trong nhiều địa điểm dân sự trở thành cơ sở sản xuất vũ khí kể từ khi chiến sự bùng nổ. Tất cả chỉ là phần nổi của cuộc vận động kinh tế mà nước Nga hy vọng sẽ giúp dứt khoát thay đổi tình thế chiến sự tại Ukraine. Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà Nga đang chi 40% GDP cho cuộc xung đột, cao hơn cả y tế và giáo dục, một quan chức phương Tây nói với Telegraph hồi tháng 1. Đó là một con số mà toàn bộ phương Tây đang chật vật bắt kịp. Các chuyên gia quốc phòng đánh giá, nỗ lực của Nga theo thời gian có thể mang lại ưu thế vượt trội về trang thiết bị để giành chiến thắng tại Ukraine. Cỗ máy Nga nhanh chóng vào guồng để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Nền kinh tế Nga đã có bước chuyển đổi, đặt quốc phòng vào trung tâm theo dự thảo ngân sách 2024-2026 mà Bộ Tài chính Nga công bố hồi tháng 10 2023, con số này sẽ là 10,78 nghìn tỷ rúp, 109 tỷ USD vào 2024, tương đương 29,4% tổng chi tiêu ước tính là 36,66 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó, vào năm 2021, một năm trước khi xung đột bùng nổ, chi tiêu quốc phòng của Nga chỉ chiếm 14,4% tổng chi tiêu. Trong báo cáo trước Quốc hội vào tháng 12-2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Sogu cho biết, Nga đã sản xuất 1.530 xe tăng và 2.518 xe chiến đấu bọc thép. Những con số này phản ánh mức tăng sản lượng xe tăng 560% kể từ tháng 2, 2022. Theo ông Segu, sản lượng xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân lần lượt tăng 360% và 350%. Dù vậy, mức sản xuất này mới chỉ đủ để bù vào những gì Nga tổn thất trên chiến trường thay vì mở rộng quân đội, theo Telegraph. So sánh về đạn pháo, vốn đóng vai trò thiết yếu trong cuộc xung đột Ukraine, các quan chức phương Tây hồi tháng 1 nói với tờ New York Times rằng Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả mỗi năm, gấp đôi ước tính ban đầu của phương Tây. Tác động tới chiến trường là rất rõ ràng. Lúc này, Nga đã giành lại ưu thế về hỏa lực mà họ có vào đầu chiến sự. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong cuộc tấn công kéo dài 5 ngày vào cuối tháng 12, 2023, Nga đã bắn 500 tên lửa và UAV vào Ukraine. Nghiên cứu do Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia, Russia của Anh công bố vào tháng 1 cho thấy Ukraine đã bắn 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong cuộc phản công mùa hè, nhiều hơn so với mức 5.000 quả của Nga. Nhưng vào đầu năm nay, lưu lượng Nga đã bắn 10.000 quả gấp 5 lần so với Ukraine. Điều đó khiến Ukraine rơi vào thế bất lợi đáng kể. Thiếu đạn dược là một trong những lý do khiến thành trì Adiivka của Ukraine thất thủ vào tháng 2 sau thời gian dài trụ vững. Chúng tôi vẫn chưa thấy ngưỡng giới hạn của Nga ở đâu. Mark Riesik, phó giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Estonia, nói với Guardian. Về cơ bản, một phần ba ngân sách quốc gia của họ được dành cho sản xuất quân sự và cho chiến sự ở Ukraine. Nhưng chúng ta không biết khi nào nó sẽ thực sự tác động đến xã hội, vì thế mà khá là khó nói khi nào họ sẽ dừng lại. Ông Riesik nói, những nhà máy chạy suốt ngày đêm. Các nhà máy sản xuất đạn dược, phương tiện và trang thiết bị quân sự ở Nga đang hoạt động suốt ngày đêm, thường theo ca 12 tiếng bắt buộc. Theo Gradient, nhu cầu về nhân lực vì thế cũng tăng mạnh, qua đó cải thiện thu nhập của công nhân. Trong tháng 2, ông Putin tuyên bố 520.000 việc làm mới đã được tạo ra trong Khu Liên hiệp Công nghiệp Quân sự, và lĩnh vực này về tổng thể đang sử dụng khoảng 3,5 triệu người Nga, tương đương 2,5 dân số. Nhà máy thuốc súng Kazan, một trong những nhà máy lớn nhất đất nước, đã tuyển dụng hơn 500 công nhân trong đợt tuyển dụng tháng 12-2023, khiến mức lương trung bình hàng tháng tại đây tăng gấp 3 lần. Từ 25.000 rúp 264 USD lên 90.000 rúp, 950 USD. Theo giám đốc nhà máy Alexander Liifsis, quảng cáo tuyển dụng của nhà máy này cho biết, công nhân sẽ làm ca đêm từ nửa đêm đến 8 giờ hôm sau và sẽ không bị gọi nhầm ngũ. Nhà máy cũng phải tuyển dụng nhiều người từ các tỉnh lân cận, qua đó cho thấy tình trạng thiếu nhân lực ở nước Nga. Tình trạng ấy cũng được nêu bật qua thực tế là chủ lao động cạnh tranh nguồn nhân lực với các nhà máy lại có thể chính là quân đội Nga với mức thu nhập hứa hẹn hơn 200.000 rúp mỗi tháng, hơn 2.000 USD cho những người đăng ký chiến đấu theo Guardian. Đó có thể là mức thu nhập đổi đời ở nhiều tỉnh của nước Nga. Chiến tranh đã dẫn đến sự tái phân bổ của cải chưa từng có, trong đó tầng lớp nghèo hơn được hưởng lợi từ chi tiêu của chính phủ cho khu liên hợp công nghiệp quân sự. Guardian dẫn lời Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, một trung tâm nghiên cứu xã hội học và thăm dò dư luận ở Moscow. Công nhân tại các nhà máy quân sự và gia đình binh sĩ chiến đấu ở Ukraine đột nhiên có nhiều tiền hơn để chi tiêu. Thu nhập của họ đã tăng lên đáng kể, ông Volkov nói. Kết quả một cuộc thăm dò của Lavada cho thấy, 5-6% những người trước đây không có đủ tiền để mua hàng tiêu dùng như tủ lạnh thì nay đã chuyển lên tầng lớp trung lưu. Theo phân tích của Moscow Times về dữ liệu lao động Nga vào tháng 11 2023, thợ máy và tờ hàn trong các nhà máy sản xuất trang bị quân sự của Nga đang kiếm được nhiều tiền hơn nhiều vị trí văn phòng như nhà quản lý và luật sư. Phương Tây nhất thời khó theo kịp. Tình hình gần như hoàn toàn tương phản ở phương Tây, ít nhất là ở những khía cạnh quan trọng nhất với Ukraine như sản xuất đạn pháo. Đến tháng 2 2023, một năm sau khi chiến sự xảy ra, sản lượng của châu Âu ước tính chỉ đạt 300.000 viên đạn pháo mỗi năm. Vào tháng 11 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận EU sẽ không thể đáp ứng cam kết của EU cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm nay. Liệu Nga có thể vượt trội hơn phương Tây về mặt chế tạo tàu ngầm hoặc tàu khu trục hay không? Không. Nhưng liệu họ có thể vượt phương Tây để sản xuất đạn pháo hay không? Có. Dmitry Anperovich thuộc tổ chức tư vấn Cvedaro Policy Accelerado cho biết. Nga đã rất nhanh chóng chuyển vào trạng thái sản xuất thời chiến, trong khi phương Tây chưa làm được điều này. Điều này dễ hiểu vì chúng ta không đang ở trong chiến sự và cuộc xung đột này không mang ý nghĩa sống còn với chúng ta như đối với Ukraine. Ông Dmitry nói, theo Telegraph, sản lượng quốc phòng của Nga hiện nay khó có thể cung cấp đủ trang bị để nước này tiếp tục tổng tấn công trong năm 2024. Nguyên nhân là hai năm trước đó, Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang suy nghĩ xa hơn cuối năm nay. Họ đang nói về việc huy động ngành công nghiệp quốc phòng trong 3 năm tới. Điều đó có nghĩa là họ đang tính đến việc giao tranh trong ít nhất 3 đến 4 năm nữa. Telegraph dẫn lời một người trong ngành quốc phòng. Điều này có nghĩa là nếu phương Tây không hành động, Ukraine có thể thuộc cuộc. Ngoài lý do chính trị, một yếu tố khiến phương Tây phản ứng chậm là do vấn đề kinh tế, theo ông Alperovic, trong khi Nga vẫn duy trì ngành công nghiệp vũ khí phần lớn do nhà nước kiểm soát anh và phần lớn quốc gia phương tây dựa vào cơ chế hợp tác với các công ty quốc phòng tư nhân vốn có trách nhiệm thu lợi nhuận cho cổ đông bạn phải đầu tư chi phí đáng kể để sản xuất dây chuyền sản xuất mới hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất hiện có bạn muốn đảm bảo rằng khoản đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi ông alberovic nói sẽ mất một vài năm để quá trình ấy hiệu quả về kinh tế và có lãi vì vậy mà hoàn toàn dễ hiểu khi các nhà thầu quốc phòng không muốn chịu thiệt thòi đặc biệt khi liên quan tới các loại đạn dược như đạn pháo ông nói Họ biết rằng quân đội Mỹ và quân đội NATO không phụ thuộc nhiều vào pháo binh. Vì vậy, nếu quân sự Ukraine sớm kết thúc và hy vọng là thế, họ lo ngại rằng sẽ không có nhiều khách hàng cho các dây chuyền sản xuất tăng cường. Ông Anberovic chỉ ra. Bộ trưởng Ukraine đề xuất cho tội phạm nhập ngũ. Một bộ trưởng Ukraine kêu gọi nước này cho những người mắc tội hoặc đang thi hành án tù, nhập ngũ giữa bối cảnh Kiev đang thiếu nguồn lực để đối phó Nga. Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Maluska tin rằng Kiev không nên ngần ngại để những tội phạm bị kết án nhập ngũ. Ông cho rằng những đối tượng có thể có lòng yêu nước và có thể trở thành những quân nhân tốt. Ông đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2019 và có quan điểm ủng hộ đề xuất các cải cách sâu rộng, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm những người từng bị kết án gia nhập quân đội và bắt buộc họ phải thực hiện lệnh tổng động viên. Theo ông Maluska, hầu hết những người đang ngồi tù cũng đủ điều kiện để ra chiến trường. Bộ trưởng trên thừa nhận quan điểm cá nhân của ông là khá cấp tiến. Ông lập luận rằng trong điều kiện chiến sự khó khăn, quân đội, tình báo quân sự nên chọn bất cứ ai họ muốn từ sao song sát. Theo ông, một số chỉ huy quân sự quan tâm tới những đối tượng như vậy vì ngay cả những tội phạm bạo lực cũng có thể có giá trị trong các nhiệm vụ nhất định. Tuy nhiên, lập trường chính thức của Bộ Tư pháp là kêu gọi những thay đổi nhẹ nhàng hơn để dễ được các nhà làm luật chấp thuận hơn. Theo ông, một nhóm tội phạm có thể được đưa ra tiền tuyến mà không cần đắn đo là những người bị kết tội tham nhũng. Ông cho rằng hành vi tham ô không nói lên rằng đó không phải là một người yêu nước. Họ thường yêu nước, nhưng họ là những người tham lam. Hãy thẳng thắn mà nói, đất nước chúng ta đã đối mặt với nạn tham nhũng trong nhiều năm, ông thừa nhận. Theo ông, với hệ thống hiện tại, việc lách nhập ngũ là dễ dàng và nó có thể bị lợi dụng. Ông cho biết một số người muốn trốn nhập ngũ sẽ cố tình mắc tội nhẹ để bị kết án, sau đó họ sẽ không có đủ điều kiện để phải nhập ngũ. Lời kêu gọi của Bộ trưởng Ukraine diễn ra trong bối cảnh nước này nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự. Để duy trì sức chiến đấu trước đội quân áp đảo hơn về tiềm lực, quân đội Ukraine cuối năm ngoái đề xuất tuyển thêm 500.000 quân, nhưng thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky ra thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến khi trực tiếp tới phòng gym, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp. Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, tuy nhiên Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga. Chật vật tuyển quân, Ukraine cho người nước ngoài gia nhập vệ binh quốc gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký lệnh cho phép người nước ngoài tham gia vào lực lượng vệ binh quốc gia nước này khi chiến sự với Nga sắp kéo dài được 2 năm. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, công dân nước ngoài giờ đây có thể gia nhập vệ binh quốc gia Ukraine giữa lúc Kiev đang hy vọng sẽ củng cố lực lượng vũ trang cho cuộc chiến tiêu hao với Nga. Người nước ngoài và người không quốc tịch có thể gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine kể từ ngày 21 tháng 2. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong một tuyên bố, ông đã ký một sắc lệnh vào cùng ngày. Người nước ngoài có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng với tư cách là binh nhì, trung sĩ và sĩ quan. Ứng viên nộp đơn phải trải qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc, đánh giá chuyên môn, tâm lý và đạt tiêu chuẩn thể lực do Bộ Nội vụ Ukraine quy định. Phụ nữ nước ngoài cũng có thể được tuyển dụng để tham gia nghĩa vụ quân sự nếu có vị trí phù hợp còn trống. Hợp đồng với binh nhì sẽ có thời hạn ban đầu là 3 năm, trong khi đối với trung sĩ và sĩ quan có thể có thời hạn từ 3 đến 5 năm. Các binh sĩ người nước ngoài đã có mặt trong hàng ngũ của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, nhưng thường tình nguyện tham gia quân đoàn quốc tế của Ukraine. Người phát ngôn của quân đoàn quốc tế Damien Maru cho biết, công dân của 55 quốc gia đã tham gia vào lực lượng Ukraine trong cuộc chiến với Nga trong hai năm qua. Lực lượng vệ binh quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ Ukraine và là một bộ phận tích cực trong lực lượng đối phó với Nga trong chiến sự. Ông Zelensky nói rằng những người ứng viên nước ngoài phải được phép ở Ukraine một cách hợp pháp, chưa từng có tiền án và phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định được đặt ra cho nghĩa vụ quân sự. Hai năm chiến sự đã khiến quân đội Ukraine và Nga chịu nhiều thiệt hại về nhân lực. Hiện chưa rõ số thương vong chính xác, nhưng Kiev đang rất cần thêm binh sĩ để duy trì cuộc chiến tiêu hào với Nga. Không bên nào tự công bố số liệu thương vong của mình và các chuyên gia phương Tây kêu gọi thận trọng với số liệu về tổn thất của đối phương, được Moscow và Kiev công bố thường xuyên hàng ngày. Động thái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh nước này nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự để duy trì sức chiến đấu trước quân đội áp đảo hơn về tiềm lực. Quân đội Ukraine cuối năm ngoái đề xuất tuyển thêm 500.000 quân, nhưng thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến, khi trực tiếp tới phòng gym, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp. Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, tuy nhiên Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga. Nga chỉ ra điểm yếu chí mạng của siêu tăng Mỹ Abram ở Ukraine. Quân đội Nga ngày 4 tháng 3 tuyên bố đã phá hủy hai xe tăng Abram của Mỹ bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FBV trong trận chiến với quân đội Ukraine gần Adika. Nga liên tiếp tuyên bố phá hủy xe tăng Abram Mỹ viện trợ cho Ukraine. Nếu muốn phá hủy xe tăng Abrams, chúng tôi chỉ cần tập trung một đoàn đánh vào bộ phận tản nhiệt và khoang động cơ nằm ngay phía sau xe. Việc tấn công vào bánh xích xe tăng hoặc khu vực ngay phía dưới nòng pháo một cách dứt khoát cũng có thể vô hiệu hóa cổ máy này. Chúng tôi không gặp chút khó khăn nào khi thực hiện những nhiệm vụ này, một quân nhân cấp cao của lực lượng Nga tuyên bố trong đoạn video đăng trên kênh Telegram ngày 4 tháng 3. Tuyên bố của sĩ quan trên được đưa ra sau khi chỉ huy phi đội UAV của Nga xác nhận đã sử dụng thành công FPV làm tê liệt xe tăng Abram bằng chính phương pháp này. Trước đó, ngày 1 tháng 3, quân đội Nga cũng thông báo phá hủy xe tăng loại này của Mỹ viện trợ cho Ukraine gần khu vực Adika bằng UAV rồng UAV Nga xuất kích phá hủy thêm xe tăng Abram gần adiva Vào tháng 10-2023, Mỹ xác nhận đã cung cấp lô hàng, gồm 31 xe tăng Abram cho quân đội Ukraine với mục đích củng cố sức mạnh lực lượng bộ binh nước này. Tới ngày 25 tháng 2, dòng xe tăng Abram do Mỹ sản xuất lần đầu tiên được ghi nhận xuất hiện ở tiền tiến Ukraine. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, loại xe bọc thép này đang cho thấy năng lực không được như kỳ vọng tại chiến trường Ukraine do tính chất dễ bị tổn thương cùng những điểm yếu đã bị đối thủ khai thác được. Ngài treo thưởng cho quân nhân lên đến hàng chục nghìn USD với mỗi xe Abram bị phá hủy. Họ thậm chí còn quay video cảm ơn chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã gửi món quà này tới chiến trường Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên xe tặng Abram của Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sado hôm ngày 26 tháng 2 đã cho biết quân nhân lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 thuộc quân đội Nga thậm chí phá hủy bộ chiếc Abram đã được trang bị thêm lớp giáp phản ứng nổ. Những đoạn video về chiếc xe bọc thép đã bị đốt cháy và phá hủy hoàn toàn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trước khi Bộ Quốc phòng nga xác nhận thông tin vào ngay ngày hôm sau, Arm được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn. Gustav Ressel, một chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, có trụ sở tại Đức từng nói về việc xe tăng Abrams dễ bị tổn thương thế nào trong xung đột Nga-Ukraine. Ông Grisel cho biết, sự phát triển liên tục của các loại UAV trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt. Chuyên gia này cho rằng, khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abram có thể không đủ để chống chọi lại các cuộc tấn công chính xác, khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao. Nga nêu lý do siêu tân bất khả chiến bại T-14 vắng bóng tại Ukraine. Nhà thầu vũ khí hàng đầu của Nga nêu lý do mà nước này chưa điều động siêu tăng hiện đại nhất kho vũ khí là T-14 Armata tới chiến trường Ukraine. Theo hãng tin RIA Novotis, Seri Chemozos, giám đốc điều hành của công ty quốc phòng Nga Roset, tiết lộ rằng xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata MBT sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Theo ông, lý do là vì xe tăng này có giá cao, mặc dù chúng đã được đưa vào biên chế lực lượng vũ trang Nga. Trên thực tế, Amata hơi đắt tiền, nó chắc chắn là vượt trội hơn so với các loại xe tăng hiện có về mặt chức năng, tuy nhiên, chi phí quá cao khiến quân đội Nga khó có thể sử dụng nó vào thời điểm hiện tại. Sẽ dễ dàng hơn nếu họ sử dụng những chiếc T-90, ông nói. Ông nhận định, việc Nga đầu tư vào vũ khí giá rẻ hơn là điều hợp lý. Chúng tôi hiện cần vốn để phát triển xe tăng mới, vũ khí mới, có thể là những loại rẻ tiền hơn. Vì vậy, nếu có thể mua được vũ khí rẻ hơn thì tại sao không? Ông nhấn mạnh. T-14 Amata là một xe tăng chiến đấu chủ lực do công ty cơ khí Uravozavod của Nga chế tạo. Nó chính thức được giới thiệu tới công chúng nhân dịp lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm 2015. Vào thời điểm đó, một quan chức tình báo quân đội Anh khi đó đã viết một bài nghiên cứu, trong đó đánh giá Amata đại diện cho bước thay đổi mang tính cách cách mạng nhất trong thiết kế xe tăng suốt nửa thế kỷ qua. Sở hữu tính năng khủng cùng cấu tạo hiện đại và kiên cố, siêu tăng này của Nga được gọi với danh hiệu là bất khả chiến bại nhờ khả năng chống chọi mọi đoàn tấn công và có thể tung ra những nắm đấm hỏa lực mạnh mẽ. T-14 Amata được trang bị pháo nồng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125mm, có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 3UB K-21 Sprinter có thể bay xa 12km. Xe tăng này còn được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động APHANIS, gồm radar và các bộ cảm biến, có khả năng phát hiện và tiêu diệt các tên lửa dẫn đường và đạn chống tân đang được bắn về phía nó. Ngoài ra, lớp giáp phản ứng nổ Malachit cũng giúp xe tăng này giảm 50% khả năng xuyên phá của đạn chống tăng hiện đại. Được thiết kế theo dạng module, xe tăng T-14 amata có thể được dễ dàng sửa chữa và nâng cấp khi cần thiết. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng giúp xe tăng chiến đấu chủ lực đời mới của Nga có khả năng bảo vệ chống lại các vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Tuy nhiên, T-14 thực sự là một xe tăng đắt đỏ. Năm 2018, RT trích nguồn tin từ một quan chức chính phủ cấp cao của Nga cho biết, nhận định giá thành của T-14 đắt hơn nhiều các dòng xe tăng chủ lực khác. Trước đó, có những thông tin về việc Nga có thể đưa T-14 tới thử lửa ở Ukraine để cải tiến dòng xe tăng này. Tuy nhiên, Moscow chưa lên tiếng về điều này. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin đã ca ngợi xe tăng T-90 Cross trong chuyến thăm nhà máy quân sự Ura Ronsavod. Ông nhận định, T-90 là loại xe tăng tốt nhất thế giới mà không cường điều. Lính tăng của chúng ta và đối thủ đều công nhận nó là loại xe tăng tốt nhất thế giới. Đà tấn công của Nga đột ngột dừng lại, kê viết phản công. Dường như Ukraine đã vực dậy được tinh thần, cùng với lực lượng mới tân cường, họ đang dần dần lấy lại thế trận và chặn đứng đà phát triển tấn công của Nga. Toàn cảnh chiến sự Ukraine tháng 2 qua bản đồ Kênh Kremlin Graphite đã tổng kết chiến sự Ukraine trong tháng 2 so với tháng 1 năm 2024 như sau. Theo hướng Kopiyan, lực lượng vũ trang Nga chiếm các vị trí trong khu gừng gần, gần Sinkova và tiến gần Tabeka, cộng cộng 2,43 so với tháng 1 km vuông. Theo hướng Svatosky, các vị trí mới của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực Kamazinoka cộng 2,65 cộng 4,51 km vuông. Ở khu vực Kremanaya, Nga tiến theo hướng tên 1,83 cộng 6,19 km vuông tại phòng tuyến Soleda, Lysenchen, Nga tiếp tục tấn công và mở rộng vùng kiểm soát ở trạm lọc Belogorod và phía bắc Velesi, 11,02 cộng 1,03 km vuông. Ở sườn phía bắc của Parmus, Aktomus, cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga đang diễn ra dọc theo tuyến đường tới Chajosia, cộng 4,74 cộng 1,55 km vuông. Ở phía nam Bakhmut, quân Nga đã tiến tới vùng ngoại ô ở phía đông Kansi, cộng 3,92 cộng 1,89 km vuông. Thành phố Adika hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga với sự phát triển thành công theo hướng phía Tây và tiến đến tuyến Medici, Latochiko, Severnoy, cộng 76,8 cộng 5,04 km vuông. Tại khu vực Marinka, lực lượng Moscow tiến đến Zorzeka, xâm nhập vào Nam Kransogokova, đồng thời nắm quyền kiểm soát khu vực định cư Bodebra và khu vực kiên cố của Zenit, cộng 9,19 cộng 1,3 km vuông. Ở Novo Milkaloka, Nga đã giành được chỗ đứng ở phía đông ngôi làng và chiếm một số vị trí ở phía nam, cộng 14,27 cộng 1,7 km vuông. Gần Uda, hoạt động tấn công không đáng kể gần Sekencho, cộng 3,84 cộng 0 km vuông. Theo hướng Orok, lực lượng vũ trang Nga đã giành lại một phần vị trí đã mất ở khu vực Rabotino cộng 4,46 cộng 1,32 km vuông. Tóm lại, trong tháng 2, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm được 144,38 km vuông, tăng 32,28 km vuông so với diện tích đã giành được trong tháng 1. Trong đó, các khu vực màu hồng là nơi Nga mới giành quyền kiểm soát, Đà tấn công của Nga ở Adika đột ngột chững lại kênh Military Summary đưa tin, Nga đã trình diễn khả năng của hệ thống tên lửa phòng không S-500 khi bắn đạn thật, tiêu diệt thành công một tên lửa siêu vượt âm. Đồng thời, đến cuối năm nay, 20 chiếc đầu tiên thuộc dòng tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5 sẽ được chuyển giao cho khu vực tác chiến đặc biệt. Trong khi đó, các nước phương Tây đang trì hoãn bàn giao F-16 cho Ukraine. Sau một thời gian ngắn tạm dừng hoạt động, lực lượng Moscow lại đang tấn công mạnh, cờ Nga một lần nữa được kéo lên trên các khu vực mới giành quyền kiểm soát tại vùng Donbass. Tuy nhiên, đà phát triển của họ dường như đã chững lại ở Adika khi các mũi xung kích dặm chân tại chỗ trước những cuộc phản công dữ dội của Ukraine. Tiêm kích tàng hình Su-57 và tên lửa ít 500 Nga sẵn sàng đón đánh F-16 Ukraine. Kênh German xác nhận, tại Adika, mặc dù đã thấy một số lá cờ mới của Nga, tuy nhiên không thể nói rằng tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine đã sụp đổ lực lượng Kiev đã thực hiện một số cuộc phản công mạnh mẽ và chiến tuyến thực sự vẫn đang liên tục có thay đổi tại petichi phần phía bắc vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của ukraine không có thông tin quân nga ở ngoại ô hay họ đang tiến hành hoạt động dọn dẹp Riba cũng xác nhận ở phía tây arica giao tranh vẫn tiếp diễn ở petichi toneskyoy và oloka ukraine không ngừng cố gắng giành lại các vị trí đã mất trước đó tình hình khó khăn nhất với Nga đang phát triển ở Ternakil. Các diễn biến trên cho thấy, dường như Ukraine đã vượt dậy được tinh thần, cùng với lực lượng mới tăng cường, họ đang dần dần lấy lại thế trận và chặn đứng đà phát triển tấn công của Nga. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, trong khi mũi tên xanh là hướng lực lượng Kiev phản kích. Mặt trận Bakhmut, Chasoya nóng bỏng kênh Suri Yamat đưa tin, tại phía tây Bắc Mert, trên đường tới Trasoya, quân đội Nga tiếp tục đột phá vào Ivaniskit, giành quyền kiểm soát các phần đường của Tsekovo và các chiến hạo lân cận ở phía nam. Khoảng một nửa ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và các khu vực bao vanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát ở phía tây thành phố Donetsk. Sau hai tuần chiến đấu, Nga đã chiếm được chiến hào phía nam hồ Zezerzeka, nắm quyền kiểm soát hầu hết các ngôi nhà nông thôn nằm ở phía đông nam khu vực. Kênh SGS cho biết, trên hướng nam Donetsk, Nga đã chiếm hoàn toàn khu nhà nghỉ mùa hè UZ ở phía đông làng Zezerzeka. Kênh Triba cho biết, theo hướng Donetsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam Rano-Goroka, nơi mà lực lượng vũ trang Nga đã giành được vài ngày trước tại khu vực phố Skekencho. Thông tin về các trận chiến giành quyền kiểm soát nhà máy sửa chữa ô tô vẫn chưa được xác nhận. Có khả năng các đơn vị Nga đã không đến được đó hoặc bị đánh lui. Ukraine đưa lực lượng dự bị vào Krasnogorka, trong đó có lữ đoàn dù ba. Các cuộc đụng độ đang diễn ra trong khu vực tư nhân. Các nhóm xung kích Nga được hỗ trợ bởi pháo binh vừa có tác dụng chống lại bộ binh và các thiết bị của đối phương, vừa tiến hành chiến đấu phản pháo. Ở Zorzozeka, quân Nga cũng tiến lên một chút. Theo một số báo cáo, họ đã chiếm được khoảng 10 ngôi nhà dọc theo đường Kirov và Lenin. Đội hình Ukraine phản công, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. Một trong những mối đe dọa chính đối với lực lượng Nga trong khu vực là máy bay không người lái FPV được Ukraine tích cực sử dụng. Cuộc tấn công cũng phức tạp bởi các bãi miền dọc theo các tuyến đường di chuyển của lực lượng tăng thiết giáp. Các mật trận khác chưa có thay đổi lớn. Kênh Ukraina Guild đưa tin rằng quân đội Nga gần Techni đang đánh bật lữ đoàn 18 lực lượng vệ binh quốc gia Ukraina khỏi các cứ điểm và mũi xung kích chỉ còn chưa đầy 1 km nữa là đến vùng ngoại ô của làng. Kênh Triba cho biết, ở hướng Zaporizhia, tại làng Rapotino đang diễn ra các trận chiến. Ukraine đang cố gắng ổn định mặt trận bằng cách chuyển quân dự bị về khu vực. Trong khi đó, quân Nga đang phát triển từ Zeborvoye tới Malaya, Tokamaka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công 22 lần ở Novo Uraska, Pravda đưa tin. Báo cáo tối ngày 2 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, quân Nga đã 22 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân Ukraine theo hướng Novopalos, trong khi 14 đợt tấn công đều bị đẩy lùi theo hướng Adika. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 70 cuộc đụng độ đã diễn ra, tổng cộng đối phương đã phóng một tên lửa, thực hiện 48 cuộc không kích và 60 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga vào Kiban, Liman, Palmyra Adika, Novobalos, Orkos và Kherson. Trong ngày, máy bay Ukraine tiến hành không kích vào 8 khu vực tập trung quân đối phương. Không quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay tiêm kích bom đa năng Su-34 của Nga vào tối ngày 2 tháng 3, báo cáo viết. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Crimea bị 38 UAV Ukraine tấn công. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng vào rạng sáng ngày 3 tháng 3, 38 UAV được cho là của Ukraine đã bị phá hủy trên vùng Crimea. Tiên bố có đoạn: Đêm nay, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng 38 UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã phá hủy toàn bộ UAV của Ukraine ở Crimea. Có thông tin ghi nhận vụ nổ đã xảy ra ở Fodosia vào rạng sáng ngày 3 tháng 3. Nga chấp nhận tổn thất máy bay để phát triển tấn công ở Adyka. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESWK có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga khi theo đuổi lợi thế chiến thuật theo hướng Arica sẵn sàng mạo hiểm chịu thêm tổn thức về máy bay chiến đấu của mình. Báo cáo của ESWK có đoạn, các lực lượng Nga dường như sẵn sàng mạo hiểm chịu thêm tổn thức trên không để theo đuổi lợi thế chiến thực ở miền đông Ukraine, có thể là dọc theo tuyến Arica Donetsk. Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy một máy bay Su-34 vào sáng ngày 1 tháng 3. Tư lệnh không quân Ukraine Mark Church sau đó đã tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng bắn hạ thêm hai chiếc Su-34 và một chiếc Su-35 của Nga. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 15 máy bay Nga kể từ ngày 17 tháng 2. Người phát ngôn không quân Ukraine, ông Yuri Inak, cho biết lực lượng Nga đã không triển khai máy bay, cảnh báo sớm và chỉ huy trên không An-50 Obid Azot trong 6 ngày qua, sau khi một chiếc máy bay loại này bị bắn rơi vào ngày 23 tháng 2, đồng thời cho rằng việc thiếu sự hỗ trợ của A50 đã buộc các máy bay Su-34 và Su-35 của Nga phải bay gần mục tiêu để tấn công. Đồng thời cho rằng việc thiếu sự hỗ trợ của A50 đã buộc các máy bay Su-34 và Su-35 của Nga phải bay gần mục tiêu để tấn công. Báo cáo lưu ý những tổn thất trước đó của máy bay nga đã khiến quân đội nga tạm thời giảm hoạt động không kích trên khắp ukraine tuy nhiên số lượng máy bay nga bị thiệt hại ở ukraine ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây vẫn chưa buộc đối phương giảm đáng kể hoạt động không quân chiến thuật iswk đánh giá rằng nga đã tạm thời thiết lập được lợi thế trên không có giới hạn và cục bộ trong những ngày cuối cùng trước khi arica sụp đổ Họ có thể đang cố gắng giành lại lợi thế trên không hạn chế và cục bộ này để hỗ trợ các bước tiến chiến thuật mới dọc theo trục này và Nga đã quyết định rằng tiếp tục tấn công với sự hỗ trợ của không quân bất chấp nguy cơ mất thêm máy bay. ISWK ước tính rằng việc mất 15 máy bay và có thể cả một số phi công được đào tạo bài bản trong khoảng 2 tuần là con số đáng kể đối với quân đội Nga vì họ chỉ có khoảng 300 máy bay chiến đấu Sukhoi khác nhau. Máy bay Su-35 của Nga biến mất khỏi radar. Netsuite đưa tin máy bay tiêm kích Su-35 của Nga được cho là biến mất khỏi radar gần Mariupol hôm 1 tháng 3 sau khi Ukraine tuyên bố đã hạ gục 13 máy bay Nga chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Nhiều kênh quan sát chiến sự Nga-Ukraine đưa tin chiếc máy bay chiến đấu đã mất tích gần thành phố Donetsk do Nga kiểm soát trên bờ biển phía bắc biển Azov. Mặc dù tình trạng của chiếc máy bay phản lực này vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu nó biến mất là do một cuộc tấn công của Ukraine, thì đây sẽ là chiếc máy bay thứ 14 bị kê vết chủ động bắn hạ trong 14 ngày. Ông Zelensky, chúng tôi cần thêm năng lực phòng không từ các đối tác. Julian đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một đứa trẻ đã bị thương trong vụ tấn công, được cho là nhầm vào các căn hộ ở Odessa. Đăng trên ít, Tổng thống Ukraine đưa ra lời kêu gọi thêm về sự hỗ trợ quân sự để bảo vệ hiệu quả người dân của chúng tôi trước các vụ tấn công của Nga. Ông cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục với 6 người vẫn mất tích. Nga nói Ukraine mất hơn 444.000 binh sĩ sau 2 năm xung đột. Moscow cho biết Ukraine đã mất hơn 444.000 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài sau 2 năm xung đột. Trong khi đó, Nga tiếp tục mở rộng việc kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine Do hành động quyết đoán của quân đội chúng ta, tìm được chiến đấu của quân đội Ukraine đang giảm dần. Tính trung bình kể từ đầu năm, mỗi ngày Ukraine mất hơn 800 quân và 120 vũ khí khác nhau. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shugunov cho biết, tại cuộc họp với giới chức quân đội ngày 27 tháng 2, ông Shugunov cho biết thêm kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 2 năm, Ukraine đã mất hơn 444.000 binh sĩ. Con số này cao hơn nhiều so với 31.000 binh sĩ thiệt mạng mà tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố cuối tuần trước. Tuy nhiên, con số mà ông Zelensky nêu không bao gồm binh sĩ bị thương với lý do việc tiết lộ thông tin đó sẽ có lợi cho việc lên kế hoạch tác chiến của Nga ông sogu cho biết tỷ lệ tiêu hao của ukraine cao là bằng chứng cho thấy chiến lược của mỹ nhằm kiềm chế nga bằng cái giá phải trả là sinh mạng người ukraine và sự hỗ trợ kinh tế và quân sự thụ động cho chính quyền kiev đã đi vào ngõ cục tổng kết về hoạt động quân sự của nga ở ukraine tuần qua ông sogu cho hay lực lượng nga đã giành quyền kiểm soát ba ngôi làng ở tỉnh donetsk miền đông ukraine gồm bobeda lastokno và sevetnoe Kể từ đầu năm, Nga đã kiểm soát thêm 327 km vuông lãnh thổ ở Ukraine theo mọi hướng. Tuần qua, lực lượng Ukraine đã bị đánh bật khỏi Pobeda, Lastokino và Sevetnoe, ông Sogu nói. Ông Sogu cho biết thêm, sau khi cuộc phản công thất bại, Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine đã cố gắng ổn định tình hình bằng nguồn lực lượng dự bị còn lại và ngăn chặn sự sụp đổ của chiến tuyến. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022, Cuộc chiến chưa có dấu hiệu lắng xuống khi triển vọng hòa đàm tiếp tục mờ mịt. Giới chức Ukraine tuyên bố cơ công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Ukraine đề xuất là cơ sở cho bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Trong các đề xuất mà ông Zelensky đưa ra, có yêu cầu Nga rút hết quân đội khỏi đường biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991 trong đó có bán đảo Crimea ngoài trưởng nga Sergei Lavrov ngày 27 tháng 2 một lần nữa chỉ trích công thức hòa bình của Ukraine không khác nào tối hậu thư tháng trước ông cũng phát biểu tại một cuộc họp của nhóm Chris Mỹ và các đồng minh đang áp đặt công thức hòa bình Zelensky cho cộng đồng quốc tế họ đang cố gắng phô trương công thức này như một phương án giải quyết duy nhất thực tế mọi người đều hiểu rằng phương án này không khác nào tối hậu thư đối với nga và bất khả thi Nga cũng chỉ trích việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, cảnh báo hành động này chỉ khiến xung đột leo thang và kéo dài. Trong diễn biến mới nhất, Điện Kremlin cảnh báo việc một số nước phương Tây có ý định đưa quân đến Ukraine có thể kéo theo một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Càng kiệt đàn dược, Ukraine liên tiếp mất thêm lãnh thổ vào tay Nga. Sau khi mất thành trì Abdiivka, Ukraine liên tiếp đón nhận tin tức bất lợi trên chiến trường do đàn dược càng kiệt khi họ liên tiếp mất thêm lãnh thổ trong những ngày qua. Cộng đồng tình báo nguồn mở Deep State có liên kết với quân đội Ukraine ngày 27 tháng 2 đưa tin, quân đội Nga đang đạt được đà tiến ở phía Tây và Tây Bắc, Atiska, Donetsk. Theo nền tảng này, Nga đã kiểm soát thành công hai ngôi làng Stepove và Sievekne sau khi giành được Lastokine trước đó. Nga đã tiến gần Hotlipva, Beddigi và Tonetke, đồng thời kiểm soát thành công Stepove và Sievekne. Liệu tuyến phòng thủ được tăng cường mà Bộ Chỉ huy Nhóm Chiến lược Tác chiến Tadrya từng tuyên bố sẽ nằm ở đâu tiếp theo? Dipsay viết trên Telegram. Bản đồ của Dipsay cho thấy Nga đang đạt được đà tiến ở Donetsk. Trước đó, Dipsay ngày 24 tháng 2 đưa tin quân đội Nga đã giành được làng Lastokine. Một ngày sau đó, Dmitry Klikovi, phát ngôn viên của Nhóm Chiến lược Tác chiến Tafria cho biết, Kiev đã rút về vùng ngoại ô phía tây của Lastokine, nơi họ có các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 2, Ukraine xác nhận đã mất quyền kiểm soát Lastokine và Kiev đã bố trí lực lượng phòng thủ dọc theo phòng tuyến Hoplivka, Tonenke, Bekdichi. Trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 2 tuyên bố đã đạt đà tiến ở miền đông Ukraine khi giành quyền kiểm soát ngôi làng Sievekne gần Afrika, Nga tuyên bố đã kiểm soát các tuyến và vị trí thuận lợi hơn để tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine gần ba khu định cư khác. Việc giành được Advitka sau nhiều tháng giao tranh là bước tiến đáng kể nhất của Nga kể từ khi nước này giành được Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Sau những thành công lớn vào năm 2022, khi phản công thành công và giành lại Kharkov cùng Kherson, Ukraine trong những tháng qua đã phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường. Ukraine phản công bất thành vào giữa năm ngoái, đồng thời đối mặt với tình trạng càng kiệt đàn dược, khiến họ bị Nga áp đảo trên tiền tuyến. Nga vẫn đang kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ của Ukraine. Trong báo cáo ngày 27 tháng 2 của Nga, Moscow tuyên bố Ukraine mất 485 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh ở Avdiivka trong 24 giờ qua, bao gồm cả thiết giáp Bradley và hai khẩu pháo D-30. Ngoài ra, Nga cũng đã xác nhận đã phá hủy thành công siêu tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine gần Avdiivka. Đây là chiếc Avran đầu tiên bị phá hủy trong 31 chiếc mà Mỹ đã bàn giao cho Kiev vài tháng trước. Thông tin về việc chiếc xe tăng này bắt đầu xung trận mới chỉ xuất hiện vào cuối tuần trước. Nga cho hay, kể từ đầu năm tới nay, họ đã giành được 327 km vuông lãnh thổ từ Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến, nga tuyên bố đang nả pháo dữ dội vào các cơ sở quân sự của ukraine khiến kiev không thể hồi phục năng lực chiến đấu nga cũng tập kích lực lượng dự bị của ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao ngăn cản lực lượng kiev luân chuyển quân và tước đi cơ hội phản công của họ Nga ước tính Ukraine mất trung bình 800 binh sĩ, 120 đơn vị vũ khí mỗi ngày kể từ đầu năm tới nay. Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của Nga, rất khó để một bên thứ ba xác minh thông tin do một phía cung cấp trong tình trạng chiến sự khốc liệt, do đây có thể là một phần trong chiến thuật tâm lý chiến. Thế khó khiến vùng ly khai Moldova cầu cứu Nga. Xung đột ở Ukraine đẩy chính quyền ly khai Transnistria ở Moldova vào tình thế khó khăn khi chịu áp lực từ nhiều bên, thúc đẩy họ tìm kiếm sự bảo vệ từ Nga. Từ tuần trước, điện thoại của Alexandru Flanchier, Chủ tịch Hiệp hội Hòa bình 4 sáng kiến tại Chisinau, thủ đô Moldova liên tục đổ chuông. Những người quen hỏi ông rằng liệu có an toàn nếu ở lại Moldova trong tình hình hiện nay hay không? Thật điên rồ, ông nói. Người dân Moldova ngày càng lo lắng kể từ khi Gennadio Schreiber, thành viên phe đối lập của Transnistria, gần đây cho rằng vùng ly khai này có thể tổ chức trưng cầu dân Ý về khả năng sát nhập vào Nga. Nỗi lo này tăng lên khi các quan chức chính quyền ly khai Transnistria triệu tập một hội nghị đặc biệt hôm 28 tháng 2. Họ chỉ thở phào khi hội nghị này không thảo luận về việc sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, các quan chức Transnistria đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga bảo vệ khu vực này trước sức ép của Moldova. Transnistria đang chịu nhiều áp lực kinh tế và xã hội. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc và cách tiếp cận của châu Âu trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do thương mại. Nghị quyết có đoạn. Dù chính phủ Moldova cho rằng, căng thẳng ở khu vực này không có nguy cơ leo thang sau nghị quyết yêu cầu Nga bảo vệ của chính quyền Transnistria. Nhiều người lo ngại động thái này có thể dẫn đến nhiều bất ổn trong tương lai, khi chiến sự ở nước láng giềng Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp. Transnistria là giải đất hẹp, dài khoảng 400 km, nằm kẹp giữa bờ đông sông Dniester ở Moldova và biên giới Ukraine, với hơn 465.000 người sinh sống, trong đó phần lớn nói tiếng Nga. Sau khi Liên Xô tan giã năm 1991, Transnistria tuyên bố ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột với quân đội nước này vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. Nga là thành viên duy nhất của Liên Hợp Quốc công nhận Transnistria là một thực thể độc lập và triển khai 1.500 lính gìn giữ hòa bình tới đây từ năm 1993. Nga cũng cung cấp khí đốt miễn phí cho Transnistria để hỗ trợ chính quyền ly khai, song khu vực này ngày càng bị cô lập khỏi Moscow kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Những người ở Transnistria có hộ chiếu riêng, song nó không có giá trị ở bất kỳ đâu ngoài Nga. Kristina Ofinonova, người gốc Transnistria và hiện sống ở Chisinau nói. Hệ quả là phần lớn người Transnistria đều xin thêm hộ chiếu Moldova, một số được cấp giấy thông hành của Nga hoặc Ukraine. Ukraine từng duy trì mối quan hệ đặc biệt với Transnistria. Năm 1992, Tổng thống Ukraine khi đó là Leonid Kravchuk từng tuyên bố Kiev sẽ đảm bảo độc lập cho Transnistria nếu Moldova sáp nhập vào Romania. Tuy nhiên, quan hệ song phương xấu đi từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phong trào ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine. Ukraine từ lúc đó thay đổi thái độ với Transnistria, coi quân đội Nga đồn trú ở khu vực là mối đe dọa với an ninh quốc gia của họ. Anatoly Diran, người đứng đầu trường nghiên cứu dịch vụ công ở thủ phủ Tiraspol của Transnistria, nói Sau khi Nga tấn công Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Kiev đã đóng cửa biên giới với Transnistria, trong khi Moldova cũng thể hiện quan điểm cứng rắn với vùng ly khai. Transnistria bị kẹp giữa Chisinau và Kiev, Diran nói. Chiến dịch của Nga ở Ukraine đã ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán ở khu vực, theo người phát ngôn chính phủ Moldova. Hiện tại, các cuộc đàm phán không thể tổ chức vì hai trong số các bên quan trọng là Nga và Ukraine không thể cùng ngồi xuống nói chuyện, quan chức này cho hay. Nova cho biết. Những người sống ở Transnistria có quan điểm khác nhau về xung đột Ukraine đã ngừng gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Xung đột Ukraine đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế của Transnistria. Quyết định đóng cửa biên giới Ukraine với vùng ly khai đã cắt đứt một phần tư hoạt động thương mại của Transnistria. Dù vùng ly khai vẫn nhận được khí đốt miễn phí của Nga, thỏa thuận cho phép vận chuyển nguồn khí đốt này qua lãnh thổ Ukraine sẽ hết hạn vào tháng 12 và không có đảm bảo rằng nó sẽ được gia hạn. Cuộc chiến ở Ukraine không chỉ tác động mạnh tới nền kinh tế Transnistria mà còn buộc giới lãnh đạo vùng ly khai phải có lập trường kiềm chế hơn và không thể hiện quan điểm thân với Nga, theo Diran. Giới quan sát cho biết, xung đột ở nước láng giềng cũng thúc đẩy Moldova tìm cách giải quyết mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ với Transnistria. Liên minh châu Âu-EU hồi tháng 6 năm 2022 cấp tư cách ứng viên cho Moldova và bật đèn xanh cho quá trình đàm phán gia nhập vào tháng 12 năm 2023. Trong khi Tổng thống Moldova Maya Sandu cho biết bà sẵn sàng gia nhập EU mà không cần Transnistria, việc giải quyết căng thẳng với vùng ly khai có thể giúp đơn giản hóa quá trình này. Một blog gần đây của tổ chức Carnegie vì hòa bình quốc tế lập luận rằng, Chiến lược của Moldova là đẩy nhanh quá trình bằng cách khiến cuộc sống của Transnistria khó khăn nhất có thể. Theo hướng này, Chisinau hồi tháng 1 bất ngờ bãi bỏ các biện pháp giảm thuế hải quan cho các doanh nghiệp Transnistria, buộc họ phải trả thuế cho cả vùng ly khai và Moldova. Dumitru Minzerari, giảng viên nghiên cứu an ninh tại Đại học Quốc phòng Botic, nói rằng quyết định tổ chức hội nghị đặc biệt của Transnistria được kích hoạt trực tiếp bởi quy định áp thuế của Moldova Bằng cách áp dụng chính sách miễn giảm thuế cho Transnistria trước đây, chính phủ Moldova trên thực tế đã tài trợ cho sự tồn tại của chính quyền ly khai ở Tiraspol. Minzerari nhận định thêm rằng chính quyền Tổng thống Sandu giờ đây cảm thấy họ không còn phải chịu đựng điều đó thêm nữa. Trong nghị quyết ngày 28 tháng 2, các quan chức vùng ly khai Transnistria đề nghị Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, thực hiện các biện pháp bảo vệ Transnistria trước áp lực gia tăng từ Moldova. Đây không phải là lần đầu vùng ly khai ở Moldova yêu cầu Nga giúp đỡ. Hồi tháng 5 năm 2023, quan chức chính quyền ly khai Transnistria từng cho biết họ muốn Nga tăng lực lượng đồn trú tại khu vực nhằm đối phó với quân đội Moldova. Nga đã không tăng binh sĩ gìn giữ hòa bình đồn trú ở Transnistria khi nước này phải dồn nguồn lực cho cuộc chiến ở Ukraine. Hiện, chưa rõ Moscow sẽ đáp ứng đề nghị giúp đỡ của Transnistria như thế nào trong bối cảnh Nga cũng phải đang chật vật đối phó với loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, trong khi cuộc chiến hao người tốn của ở Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Lỗ hỏng khiến cuộc họp mật của tướng Đức bị Nga chặn thu. Các tướng không quân Đức thảo luận về tình hình Ukraine nhưng lại dùng phần mềm hội thảo không mã hóa khiến thông tin mật bị tình báo Nga chặn thu. Truyền thông Nga tuần trước công bố đoạn băng gần 40 phút ghi lại nội dung cuộc họp giữa các chỉ huy hàng đầu của không quân Đức ngày 19 tháng 2 với nhiều thông tin bí mật quân sự được thảo luận. Bộ Quốc phòng Đức xác nhận các tướng không quân đã bị nghe lén và điều tra cách ngay chặn thu nội dung cuộc họp. Trong bản ghi âm, tư lệnh không quân Đức Ingo GH yêu cầu cấp dưới chuẩn bị tài liệu thuyết trình cho Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius về khả năng chuyển tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD 350 cho Ukraine cũng như cách Kiev có thể dùng chúng để tập kích mục tiêu Nga. World Stress Journal hôm ngày 3 tháng 3 đã dẫn lời các quan chức cấp cao tại Đức nói rằng cuộc họp được tiến hành trên WeBet, nền tảng họp trực tiếp dân sự thông dụng và không sử dụng phương pháp mã hóa nào theo tiêu chuẩn của quân đội. Một trong bốn sĩ quan Đức tham gia cuộc họp bằng điện thoại cá nhân kết nối từ phòng khách sạn tại Singapore. Dù không áp dụng biện pháp bảo mật nào, các sĩ quan hàng đầu không quân Đức vẫn thoải mái thảo luận những nội dung tuyệt mật của quân đội nước này và cả các đồng minh châu Âu. Trong đó có phương án hỗ trợ Ukraine tập kích cầu kết, mục tiêu chiến lược nối giữa lục địa Nga và bán đảo Crimea. Các sĩ quan Đức trong cuộc họp nói rằng họ đã phân tích chi tiết phương án tấn công cầu Kursk, nhận định Ukraine sẽ cần 10 đến 20 tên lửa Taurus để vượt qua lưới phòng không Nga và phá hủy mục tiêu này. Không có lý do nào ngăn cản điều đó, tất cả đều phụ thuộc vào lần tranh đỏ về mặt chính trị, tướng gheh nói trong ban ghi âm, nhưng cũng thừa nhận tên lửa Taurus không thể thay đổi đáng kể cục diện chiến sự, ngay cả khi Ukraine có thể dành chúng để đánh sập cầu Kerch, còn gọi là cầu Kramer. Các lãnh đạo chính trị Đức đến nay đều phản đối chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine vì lo ngại chúng sẽ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là thủ đô Moscow. Roderick chính trị gia đối lập Đức, cho rằng một người hoàn toàn xa lạ khó có thể kết nối vào cuộc họp bằng Webex. Khi các tướng thảo luận những thông tin này, những đặc vụ Nga ở Đức có thể tìm được cách tham gia cuộc họp và thu lại nội dung thảo luận. Trong bản ghi âm, một tướng Đức còn nói rằng ông sẽ chuyển thêm thông tin cho đồng nghiệp qua WhatsApp, ứng dụng nhắn tin cũng không được bảo mật. Có những dấu hiệu cho thấy các tướng không quân đã sử dụng phương pháp liên lạc không đảm bảo tính bảo mật khi thảo luận về những nội dung này đây là một trong những vấn đề cần được điều tra thêm phát ngôn viên bộ quốc phòng đức nói với tờ bill một quan chức am hiểu tình hình cuộc điều tra cho hay sự cố này là hồi chuông cảnh tỉnh với nhiều người thêm rằng quân đội và nhiều bộ ngành nhạy cảm của đức đều dùng quy bét như một phương thức liên lạc phổ biến cựu thứ trưởng quốc phòng anh alex Shebrock mô tả sự việc là sai lầm nghiệp dư cho rằng đây là một trong những vụ rò rỉ an ninh lớn nhất của đức kể từ sau chiến tranh lạnh Câu hỏi đặt ra là liệu đây chỉ là sự cố đơn lẻ hay vấn đề an toàn mang tính hệ thống? Nghị sĩ Constantin von Not, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Quốc hội Đức cho hay. Eva Hock, Ủy quyền Quốc phòng thuộc Quốc hội Đức, yêu cầu quân đội cải tổ sâu rộng sau vụ rò rỉ. Những người chịu trách nhiệm trong sự việc cần được lập tức đào tạo về liên lạc bảo mật. Lực lượng vũ trang cũng phải đảm bảo hoạt động liên lạc và chia sẻ thông tin mật được tiến hành một cách an toàn và ổn định. Bà nói, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư cho lĩnh vực chống do thám và củng cố năng lực của cơ quan phản gián quân đội Đức. Đây chỉ là sự việc mới nhất cho thấy khả năng xâm nhập của tình báo Nga vào nội bộ Đức. Một sĩ quan từng lập việc trong cơ quan phát triển vũ khí Đức và một quan chức tình báo cấp cao nước này đã bị bắt trong năm 2022-2023 với cáo buộc chuyển thông tin cho Nga. Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov nói rằng bản ghi âm là vết nhơ trên mặt đối với NATO nhấn mạnh các sĩ quan Đức hiểu rõ rằng họ đang tìm cách tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakora cũng yêu cầu giới chức Đức nhanh chóng giải thích về nội dung băng ghi âm. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ điều tra sự việc một cách toàn diện, thận trọng và nhanh chóng, mô tả vụ thông tin bị rò rỉ là rất nghiêm trọng. Phó Chủ tịch Quỹ ban Giám sát Quốc hội Đức Kudiris Kiesewetter cho rằng có thể Moscow công bố ghi âm để cảnh báo Berlin, công viện trợ tên lửa hành trình Taurus cho Kiev, Đức đang sở hữu khoảng 600 tên lửa Taurus, trong đó có 500 quả ở tình trạng sẵn sàng vận hành. Tướng Gerhard nói rằng Berlin có thể chuyển 100 quả đạn cho Kiev theo hai đợt. Thêm rằng Anh và Pháp đang gây áp lực để Đức viện trợ Taurus cho Ukraine vì kho dự trữ tên lửa Storm Shadow, Scap S của hai nước đã cạn dần. Những trở ngại ngăn đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hơn 2 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết, triển vọng hòa đàm tiếp tục mờ mịt. Báo Kiev Independent đã phân tích những lý do chính khiến Nga và Ukraine khó ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Giao cản bởi hiến pháp Nga và Ukraine Nga đã sát nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014. Tới tháng 9 năm 2022, Moscow tiếp tục tuyên bố xác nhập Donetsk, Lugansk, Donbass, Kherson và Zaporizhia, bất chấp sự phản đối của chính quyền Kiev. Hiến pháp Nga cũng đã được thay đổi theo vùng lãnh thổ mới. Như vậy, không kể đến luật pháp quốc tế, các vùng đất này đã được quy định trong luật pháp liên bang và cơ cấu nhà nước của Nga. Tương tự, hiến pháp Ukraine cũng chắc chắn sẽ không cho phép họ từ bỏ vùng đất này. Thậm chí, các đề xuất về tình trạng đặc biệt tạm thời tại Donbass cũng đã không được Quốc hội Ukraine thông qua. Các phe cực hữu trong nước các nhóm cực hữu tồn tại trong bộ máy chính trị và xã hội tại cả Nga và Ukraine, họ phản đối mọi sự thỏa hiệp chính trị và quân sự với đối phương, bất chấp mọi tổn thất mà quốc gia phải gánh chịu trong trận chiến. Các phe phái này cho rằng mọi hành động thỏa hiệp với đối phương đều bị coi là phản quốc. Đây là một trong những thách thức lớn mà chính quyền Moscow lẫn Kiev phải hóa giải nếu muốn tính đến việc đàm phán hòa bình. Khúc mắc xoay quanh bán đảo Crimea. Bán đảo Crimea tạo ra một thế lưỡng nan về chiến lược cho Điện Kremlin. Nếu muốn cuộc xung đột kết thúc, có khả năng Moscow sẽ phải từ bỏ quyền kiểm soát bán đảo, nơi được xem là hạt nhân chính trị trong chiến lược của Nga, đồng thời là nơi neo đậu của hạm đội biển đen. Nếu cố gắng giữ vùng lãnh thổ biệt lập này cách xa các vùng đất khác mà họ kiểm soát, Nga sẽ phải hy sinh lợi thế về mặt kinh tế. Tuy nhiên, bán đảo Crimea không phải là một công cụ thỏa hiệp tiềm năng trong các cuộc đàm phán, khu vực này được xem như là một phần của vấn đề chứ không phải là phương tiện để giải quyết vấn đề. Ukraine chưa tạo đủ sức ép quân sự với Nga Theo ý kiến từ giới quân sự, Kiev buộc phải giành được một phần ưu thế tương đối trước khi có ý định bước vào vòng đàm phán với Moscow Chỉ những cú sốc về mặt quân sự mới có thể giữ chân người Nga tại ván bài thỏa hiệp Huyết xung đột chính mùi trong mối quan hệ quốc tế đưa ra quan điểm đến một thời điểm nào đó các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu phát huy tác dụng Vậy nên, áp dụng vào cuộc diễn chiến sự thực tế Kiev sẽ cần phải đợi cho đến khi Moscow chịu đủ áp lực để chấp thuận khởi động tiến trình đàm phán và đó là đàm phán về một hiệp định bền vững, chứ không mang tính thỏa hiệp như thỏa thuận Minsk. Sự hỗ trợ của các đồng minh là điều kiện tiên quyết để có thể duy trì cho lực lượng Ukraine đi tới mục tiêu này. Có thể nói, một ký ép vững vàng trên mặt trận quân sự sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thuyết phục Moscow đàm phán ngừng bắn. Nga đưa bốn tập đoàn quân mới vào tham chiến. Ukraine chịu sức ép lớn sau khi thất thủ ở Avdivitka. Kênh Military Summary nhận định, trên toàn chiến tuyến, lực lượng vũ trang Nga có thể chủ động không thể phủ nhận. Chưa hết, với bốn tập đoàn quân mới đang được đưa vào tham chiến, dường như Moscow hạ quyết tâm tung ra đòn đánh cuối cùng trong chiến dịch tấn công quy mô lớn. Với tốc độ này, sông Dnieb có thể sẽ sớm xuất hiện và rất gần trong tầm mắt của các binh sĩ Nga. Ngược lại, lực lượng Kiev không chỉ vỡ trận ở Abdiivka mà còn phải chịu sức ép buộc phải rút lui trên nhiều mặt trận khác. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và những vị trí cấm cờ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát. Tổng diện tích lãnh thổ mà quân đội Nga giành được trong 3 tuần qua ở mặt trận Avdiivka là khoảng 70 km vuông. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng thành tựu lớn nhất là đưa thành phố Donetsk ra khỏi tầm bắn của pháo binh Ukraine và xuyên thủng khu vực kiên cố nhất. Tuy nhiên, hậu quả từ sự sụp đổ tại Avdiivka là rất lớn, khiến Ukraine không thể ổn định được mặt trận, liên tục thất thủ và rút lui. Tại thời điểm này, hai mũi xung kích Nga ép mạnh ngôi làng Semyonovka, cứ điểm duy nhất còn sót lại trong tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine tại Avdiivka. Rất có thể trong ngày hôm nay, 1 tháng 3, khu định cư này sẽ thất thủ. Chuyên gia quân sự người Đức Julian Rocket ủng hộ Kiev ngày 29 tháng 2 cũng thừa nhận rằng quân đội Ukraine cho biết Tại Avdiivka, tuyến phòng thủ đã được ổn định hơn ở Tonenke, Olitka và Bekdiji. Tuy nhiên, chỉ 48 giờ sau, hai trong số ba khu định cư đã bị Nga kiểm soát. Rõ ràng, Ukraine vẫn không thể thiết lập tuyến phòng thủ mới ở phía tây Avdiivka. Dù vậy, kênh Geoman và nhiều nguồn tin khác đều khẳng định cả ba khu định cư đều đã bị Nga kiểm soát và họ đang mạnh mẽ tiến về phía tây. Cánh cửa thép án ngữ đường tới Savoya sắp sụp đổ. Kênh Vomenkori cho biết, Lực lượng đổ bộ đường không và sư đoàn súng trường cơ giới số 150 đã hoàn thành cuộc tấn công Invanoskoe, hay còn gọi là Kranji, chiếm phần lớn ngôi làng gần Batmut. Bên sườn Batmut, lữ đoàn dù số 11 và sư đoàn súng trường cơ giới số 150 thuộc quân khu phía Nam Nga, với sự yểm trợ đắc lực bởi pháo binh, không quân và UAV vũ trang, đã xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine đang hoàn thành cuộc tấn công Ivanoskoe. Đầu tiên, lực lượng xung kích Nga đã đánh bật đối phương từ tất cả các cuộc đổ bộ và xâm nhập khu vực định cư từ ba phía. Những ngày qua, trong các trận chiến khốc liệt trên đường phố, lực lượng Ukraine đã bị đánh tan tác. Lực lượng xung kích lữ đoàn dù 11, các trung đoàn 68 và 102 thuộc quân khu phía Nam đang dẫn đầu cuộc tấn công phần còn lại, nơi đối phương còn cố thủ trong làng. Vì vậy, thông tin từ một số kênh về việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu định cư là chưa chính xác. Ukraine tiếp tục chuyển quân tiếp viện bằng xe bọc thép và đang cố gắng phản công bằng cách sử dụng đạn chùm để pháo kích vào khu vực đã mất. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng viết về cuộc tấn công của Nga. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Ivanovskoye, người Nga không ngừng các hoạt động tấn công. Ivanovskoe hay còn gọi là Vransny đến 29 tháng 3, trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ, và khu vực màu hồng là nơi Moscow đã giành quyền kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo tình hình ở Olitka, Petdigi và Rabotin. Ukraska Vrada đưa tin, tối 29 tháng 2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo cho biết, trong ngày, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi hơn 50 cuộc tấn công của Nga ở Afdiitka, batmut Zaporizhia và các mặt trận khác. Báo cáo có đoạn, trong ngày đã xảy ra 73 vụ đụng độ. Máy bay Ukraine đã tiến hành không kích 10 khu vực tập trung quân đối phương. Đồng thời, lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 tiêm kích bơm đa năng SU-34 Nga. Các đơn vị tên lửa tập kích 2 khu tập trung quân nhân, vũ khí trang bị, 3 tổ hợp pháo phản luật phóng lọt BM-21 Grad, 1 kho đạn dược, 1 tổ hợp tác chiến điện tử đối phương. Tổng cộng, Nga đã phóng 2 tên lửa, thực hiện 79 đợt không kích và 90 đợt tấn công bằng pháo tên lửa phóng loạt, báo cáo viết. Bộ tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kubiyansk, Liman, Batmut, Avdiivka, Novobatlos, Orykov. Tại Kherson, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnepr khi tiến hành 4 đợt tấn công bất thành. Có thể tấn công châu Âu trong mùa đông 2024-2025. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ những dự đoán này. Trong thông điệp liên bang ngày 29 tháng 2, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những suy nghĩ như vậy là ngớ ngẩn. Ông nhấn mạnh Moscow sẽ không lặp lại sai lầm của Liên Xô, không cho phép phương Tây kéo Nga vào một cuộc chạy đua vũ trang.